Hello các bạn và chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay trở lại với kênh Phát Đẹp của mình nha. Ngày hôm nay mình cảm rất là vui khi được gặp lại các bạn ở clip này và mình xin chúc tất cả các bạn những ai đang xem clip này sẽ có một ngày thật là vui vẻ nha. Thì đến với cái chủ đề chính ngày hôm nay của clip này thì chắc hẳn khi các bạn đọc tiêu đề và khi đã nhấn vào video này thì chắc chắn các bạn cũng đã hiểu được một phần nào đó của chủ đề chính ngày hôm nay của chúng ta rồi phải không các bạn? Thì đến với chủ đề chính ngày hôm nay của chúng ta, mình sẽ không làm về vũ khí, cũng chẳng hướng dẫn bắn cao siêu gì đâu cả các bạn. Mà là ngày hôm nay mình sẽ làm theo yêu cầu của rất là nhiều bạn đã comment góp ý về cho mình. Đó chính là hãy hướng dẫn cách mà tích kim cương. Thì nó là hướng dẫn cách tích kim cương, nhưng thật ra đây nếu mà nó đúng hơn là hướng dẫn cái cách mà tìm kim cương và tính luôn nhé các bạn. Thì mình không biết có bao giờ mà các bạn đã từng tính về cái số kim cương mà các bạn đã kiếm được trong một tuần hay chưa? Hay có thật sự là các bạn đã tìm được hết số kim cương mà các bạn có thể tìm được trong một ngày? Và hoặc đơn giản hơn thì chỉ là có bao giờ mà các bạn đã từng cộng lại hết tất cả số kim cương nhỏ nhoi mà các bạn xem là những cái khoản mà nhỏ không đáng quan tâm tới, khi cộng lại thì nó nhiều cỡ nào thì các bạn có bao giờ mà tính tới chưa? Nếu chưa thì ngày hôm nay chính tại clip này sẽ là cái đáp án dành cho các bạn. Và những câu hỏi thắc mắc liên quan về kim cương và cách kiếm kim cương thì ngày hôm nay sẽ được mình giải đáp hết trong cái clip này nhé. Thì trước khi vào chủ đề chính ngày hôm nay của chúng ta thì các bạn chú ý một số điều sau đây giúp mình nhé. Thì ở clip này mình chỉ lấy cái mốc là trung bình thôi nhé các bạn, cho nên sẽ có một số bạn cái cách tính này sẽ không đúng, tại vì có một số cái nhiều bạn sẽ không mở ra được tại vì chưa đủ cấp, hoặc là bạn không có thời gian sẽ không tìm được, hoặc là có những bạn có dư thời gian thì cái số kim cương của bạn kiếm có thể là vượt trên cái mốc mà mình tính luôn. Vì vậy các bạn chú ý cái điều này giúp mình nhé. Đây chỉ là cái mức mà trung bình mình tính thôi chứ thật ra không phải là tất cả nhé các bạn. Và nếu xem xong clip, các bạn cũng đừng quên để lại một comment để góp ý cho mình, cũng như là góp ý cho tất cả mọi người cùng nhau bàn luận và nâng cao cái kiến thức của chúng ta nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like và nút chia sẻ để bạn bè cùng biết tới nhé. Còn nếu tốt hơn có thể nhấn thêm nút đăng ký kênh và bật thêm cái chuông để nhận được thông báo nhất khi có video mới. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình sẽ bắt đầu cái phần hướng dẫn của mình luôn nhé các bạn. Thì đầu tiên nếu mà nhắc đến việc tích kim cương thì chúng ta không thể nào mà bỏ qua được một cái mục mà chúng ta hàng ngày đều phải làm và mỗi khi đăng nhập nó đều sẽ hiện lên, đó chính là cái mục dĩ nhiên chẳng ai khác đó chính là thưởng điểm danh nằm trong phúc lợi, phải không các bạn? Thì nó quen thuộc thì thật sự rất là sai lầm, mà phải nói là cực kỳ là quen thuộc thì sẽ đúng hơn. Thì khi vào cái mục thưởng điểm danh này thì chắc chắn ai cũng mong muốn là nhận được thật là nhiều kim cương. Thì chỉ với vài đường phép tính cơ bản thì mình đã tính được cái số kim cương mà bạn có thể nhận được từ cái mục này, đó chính là 800 kim cương nhé các bạn. Thì đây là cái mức thấp nhất luôn. Còn nếu các bạn nào mà có VIP thì sẽ nhận được nhiều hơn số lượng này nha. Nhưng mà để công bằng thì mình chỉ lấy mốc là 800 kim cương thôi nhé các bạn. Thì mình định mốc ở đây là chúng ta sẽ nhận được chỉ có 800 kim cương để cho công bằng nhé các bạn, chúng ta sẽ không tính VIP vào. Thì với 800 kim cương một tháng, nếu mà chia ra cho 4 tuần thì mỗi tuần chúng ta tương ứng nhận được 200 kim cương. Thì ở mục này mình quy định là chúng ta nhận được 200 kim cương nhé các bạn. Và thế là chúng ta đã có 200 kim cương từ một điểm danh hàng ngày. Và tiếp theo lại là một cái mục cực kỳ là quen thuộc, đó chính là cái mục nhiệm vụ. Thì trong một nhiệm vụ này chúng ta có rất là nhiều khoản thu. Thì đầu tiên dĩ nhiên là cái thanh năng động. Thì thanh này nếu mà hoàn thành đủ hết và nhận được hết mốc quà thì chúng ta nhận được 50 kim cương cộng với 20 kim cương chia sẻ là 70 kim cương trong một ngày nhé các bạn. Và không những thế, chúng ta còn có một thi đấu. Thì trong một thi đấu mình cũng đã tính cho các bạn rồi là các bạn sẽ nhận được 65 kim cương một ngày nhé các bạn. Ngoài ra nếu bạn nào mà vùng mạo hiểm còn những cái khác nữa chưa đi hết đấy các bạn thì các bạn còn nhận thêm một cái khoản rất là nhiều nữa nha các bạn. Thì các bạn hãy tận dụng cái khoản này nhé. Thì tóm lại chúng ta sẽ nhận được 135 kim cương cho một ngày. Và nhân lên với 7 thì là bao nhiêu thì các bạn hãy nhìn lên cái góc bên trên màn hình, mình sẽ tính luôn và để lại ngay chỗ đó nhé các bạn. 135 kim cương một ngày không nhiều, nhưng mà nhân với 7 lên và nhân với 30 cho một tháng nữa thì một số kim cương cực kỳ là kinh khủng nha các bạn. Các bạn đừng xem thường những khoản thu nhỏ nhặt này nhé. Nhìn nhỏ nhưng mà khi tích góp thì thật sự nó rất là nhiều luôn. Cái đó là chưa tính cái khoản kim cương mà thưởng từ cái việc vượt vùng mạo hiểm đấy các bạn. Mình sẽ không tính vào, mình sẽ lược bỏ phần đó để cho công bằng nhé các bạn. Và tiếp theo làm sao mà thiếu được cái khiêu chiến phải không các bạn? Chúng ta trong khiêu chiến chúng ta có tổng cộng là 5 mục, nhưng trong đó hết 4 mục là các bạn có thể tìm được kim cương rồi. Thì đầu tiên là một tháp thí luyện. Các bạn, mình không biết các bạn có thể vượt tới tầng bao nhiêu, nhưng mà các bạn cố gắng, nếu mà vượt trên tầng 100 thì các bạn kiếm được từ vài chục cho đến
vài trăm kim cương một ngày nhé các bạn. Thì lúc nãy ở bên cái nick chờ của mình đã mở ra từ tầng 156 là mình nhớ là 500 kim cương các bạn, 141 kim cương từ cái rương quà lớn và 26 và hai từ 26 rương quà nhỏ thì mình nhận được 86 kim cương nha các bạn. Thì ở mục này chúng ta chỉ là may mắn thôi các bạn. Nếu mà các bạn mở càng nhiều thì các bạn tỷ lệ nhận kim cương thì lại càng nhiều hơn. Vì vậy các bạn hãy tích thật là nhiều để mở nhé. Thì trung bình một ngày mình tìm được từ 100 cho đến 300 kim cương. Thì vì vậy mình sẽ lấy mốc ở giữa là 150 nhé các bạn. Thì 150 trên một ngày nhé các bạn, chứ không phải trong một tuần đâu nha. Thì cái mục tiếp theo đó chính là cái mục boss thế giới nhé các bạn. Thì mục này phải đúng giờ thì bạn mới có thể làm được nhé. Thì số kim cương mà thấp nhất các bạn có thể nhận được từ cái mục này chính là 10 kim cương, nhưng mà không bao giờ nhận được 10 đâu các bạn. Nếu các bạn mà đi vào và đấu thì chắc chắn bạn sẽ nhận được trên 10 là mốc 20 nhé. Còn nếu mà đấu nhiều thì nhận được trên nữa. Thì tại vì cái số lượng người đấu boss thế giới là không có nhiều, cho nên các bạn hãy nắm bắt cơ hội này nhé. Hãy cổ vũ mà đổi lấy kim cương nha. Thì thật sự cái số kim cương mà bạn nhận được từ cái mục boss thế giới này nó nhiều hơn cái số 20, nhưng mà mình chỉ tính 20 thôi là để lấy cái mốc cho những bạn lượt chiến yếu nhé các bạn. Và cái mục tiếp theo là mục lãnh chúa vực sâu nhé các bạn. Thì mình tính là mục này là chúng ta sẽ tìm được 50 kim cương trong một ngày. Vì sao thì tại vì chúng ta nhận được 30 kim cương từ cái mục sát thương boss và 20 kim cương từ cái mục mà tổ đội để đi đấy các bạn. Các bạn nhớ tìm một cái người làm lượt chiến cao một tí để đi cùng nhé. Như vậy sẽ giúp bạn cái thứ hạng của bạn sẽ cao hơn nha. Và mục tiếp theo đó chính là cái mục đất cấm nha các bạn. Thì cái mục này nếu mà mỗi ngày bạn đi thì bạn sẽ nhận được 20 kim cương từ cái số lần mà bạn được khiêu chiến với những con boss ở trong đất cấm này. Thì bình thường mình tìm được cái số kim cương là nhiều hơn, nhưng mà mình chỉ tính 20 cho những bạn lượt chiến yếu nha các bạn. Còn nếu mà bạn may mắn thì các bạn sẽ nhận ngay 100 kim cương từ cái mở cái rương tím nha các bạn. Thì thật sự cái mục này cũng kiếm cho chúng ta một cái khoản kim cương thật rất là lớn đó, mà tại các bạn không để ý tới thôi. Và như các bạn thấy đó, chỉ với vài đường tính cơ bản và chỉ với một ít kim cương mỗi ngày mà khi cộng lại thì chúng ta có một số kim cương rất là lớn. Mà điều đáng nói là ở đây chỉ mới có vài mục thôi các bạn, và mình còn rất là nhiều mục chưa giới thiệu nữa. Và bây giờ mời tất cả các bạn hãy cùng mình vào và tiếp tục với những cái mục khác nha. Thì tiếp theo đến với một cái mục chúng ta cũng không thể nào mà bỏ qua được, đó chính là cái mục mạo hiểm nha các bạn. Thì trong mục mạo hiểm chúng ta có hai phần có thể kiếm được kim cương nha. Thì đầu tiên đó chính là cái vùng mạo hiểm. Thì vùng mạo hiểm thật sự là rất là quen thuộc với mỗi chúng ta rồi. Thì trong cái phần này chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều kim cương, thật sự là phải nói là một con số khổng lồ luôn đấy các bạn. Thì kim cương có thể kiếm được thông qua cái đua top lãnh địa nè, hoặc là làm nhiệm vụ vượt ải, hay là càn quét, hoặc là các bạn có thể làm tích sao đấy các bạn, có thể vượt ải và tích lấy cái sao và nhận cái móc quà đấy các bạn. Tuy là nhận rất là nhiều kim cương nhưng mà mình chỉ lấy 10 kim cương làm móc thôi nhé các bạn. Tại vì ở trong đây nó còn quy tụ rất là nhiều yếu tố khác nữa, và các bạn lượt chiến yếu có thể là chưa tìm được nhiều, cho nên mình chỉ lấy là 10 kim cương thôi các bạn. Và đến với một cái phần tiếp theo là một cái phần không thể nào mà bỏ qua, đó chính là cái phần phó bản nhóm nha các bạn. Thì trong phó bản nhóm các bạn có thể kiếm được từ vài chục cho đến vài trăm kim cương mỗi ngày. Nếu bạn siêng năng và may mắn cộng với cái lượt chiến bằng cao hay ít thì bạn sẽ kiếm được cái số kim cương tương ứng nha. Thì cái số lượng kim cương đó phụ thuộc vào cái độ may mắn của bạn là nhiều nhé. Tại vì bạn phải mở một cái hộp quà kim cương khóa, thì hộp kim cương khóa này nó phụ thuộc vào độ may mắn của bạn. Bạn có thể nhận được từ vài kim cương cho đến vài chục kim cương cho mỗi hộp. Vì vậy mình khuyên các bạn là nếu muốn mở được nhiều kim cương thì phải tích thật là nhiều hộp quà này. Mỗi một lúc thì bạn sẽ nhận được cái tỷ lệ cao hơn là mở từng hộp nhé. Và mình sẽ quyết định luôn là chúng ta sẽ nhận được 4 hộp quà cho một ngày nhé các bạn. Thì con số này rất là thấp so với cái số liệu thực tế. Thì mỗi bạn có thể nhận được từ 10 cho tới mười mấy hộp mỗi ngày nếu mà biết cách đi và biết cách lật thẻ bài nhé. Thì để bảo đảm công bằng, mình sẽ lấy cái hộp quà có số kim cương là thấp nhất luôn là 8 kim cương, thay vì 38 là cao nhất nha các bạn. Thì mình chỉ lấy 8 kim cương. Thì 8 nhân 4 ra là 32. Thì mình quy định mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được 32 kim cương từ cái phó bản nhóm nhé. Nhưng thật ra con số này có thể lên tới hàng trăm kim cương mỗi ngày nhé các bạn. Và tiếp theo sau cái phó bản nhóm thì chúng ta sẽ đến với cái mục đấu trường nhé các bạn. Thì mục đấu trường này chúng ta khi mà làm nhiệm vụ ở cái lúc nãy các bạn mình nói đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ nằm ở trong cái bảng xếp hạng. Thì khi nằm trong bảng xếp hạng rồi thì chúng ta sẽ nhận được kim cương hàng tuần nhé các bạn. Thì số kim cương này mình sẽ không cộng vào tại vì nó không có đáng kể, và từ khi những bạn nào mà đua top thì nó mới đáng kể thôi. Còn những bạn mà chỉ đi chơi cho vui thì nó chỉ tặng kim cương vài chục hàng ngày hàng tuần thôi, cho nên nó sẽ không đáng kể nha bạn. Tương tự như đấu hạng cũng vậy, nó cũng không có đáng kể, nên mình sẽ không cộng vào nhé, và lướt qua cái phần này luôn. Và ngoài ra các bạn có thể nhận được số kim cương hàng tuần từ cái sảnh kết hôn và chung cư tình yêu nếu bạn đứng top, và có thể nhận được một cái số lượng kim cương rất là nhiều.
từ cái mỏ đá luôn, nhưng mà những ba cái này mình sẽ không tính vào tại vì nó quá rất là ngẫu nhiên cho nên mình sẽ không tính vào nha. Còn mình thì mình nhận khoảng vài trăm kim cương cho ba cái mục này mỗi tuần đấy các bạn. Và tiếp theo cũng không thể nào mà thiếu được một cái thứ cực kỳ là quan trọng, nó là quan trọng, rất quan trọng, quan trọng, quan trọng, thật sự rất là quan trọng luôn các bạn, đó chính là cái công hội nhé. Thì mỗi ngày từ nhiệm vụ công hội chúng ta có thể nhận được khoảng 40 kim cương nhé các bạn, cho nên mình sẽ quy định cái này là 40 kim cương cho một ngày luôn nhé. Và ngoài cái nhiệm vụ ra thì chúng ta còn có rất là nhiều mục khác và mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau đây. Thì chắc chắn phải nhắc đến đó chính là cái quỹ công hội. Thì mỗi người chúng ta ai cũng sẽ làm nhiệm vụ, nếu mà siêng năng có thể lên chức trưởng lão thì cực kỳ là nhiều kim cương, còn không thì chúng ta ở mức tinh anh cũng đã nhận được khoảng 400 kim cương rồi. Thì mình sẽ quy định là nếu các bạn siêng năng thì sẽ nằm ở mức tinh anh nhé, còn bạn nào siêng nữa sẽ nằm mức trưởng lão. Là bây giờ mình sẽ lấy mốc là 400 kim cương cho tinh anh nhé các bạn. Thì ngoài ra chúng ta còn cái phó bản công hội thì chúng ta có thể nhận được 350 kim cương từ cái một phó bản công hội này hàng tuần nhé các bạn. Thì những cái đó là nhận theo hàng ngày và hàng tuần, còn có những cái mà nhận theo độ may mắn ở trong công hội và theo hàng tháng nữa các bạn. Như là cái công hội chiến các bạn, thì nếu mà bạn đi thì bạn có thể nhận được, và công hội bạn top ca thì bạn có nhận được số kim cương rất là lớn. Và ngoài ra nếu mà bạn biết cách mà canh boss chết các bạn thì bạn có thể vào và nhận giật mấy cái hộp quà kim cương từ cái tiệm công hội các bạn, thì cũng nhận được một số kim cương cũng hơi bị nhiều đó. Thì nói chung là cái công hội chiến này thì nó nhận hơi bị hên xui cho nên mình sẽ không tính vào luôn. Và nếu cái công hội nào mà lớn thì chắc chắn sẽ nhận được rất là nhiều kim cương. Thì đây thật sự là một cái khoản thu rất là lời cho game thủ. Thì tóm lại cái số kim cương mà chúng ta có thể tìm được trong một tuần mình đã tính và để ở trên góc trên màn hình, các bạn có thể nhìn mà tham khảo nhé. Thì cái số liệu này là số liệu không chính thức và mình chỉ mới tính sơ qua và có thể rất là nhiều sai sót. Thì ở trong số liệu này có thể là có những bạn có thể vượt trên cái mốc này rất là xa, và cũng có thể có những cái bạn nào mà cấp thấp và chưa đủ cấp để mở hết tất cả những cái chức năng của game thì nó có thể là nằm ở phía dưới nữa. Cho nên cái số liệu này mình chỉ lấy ở mức trung bình thôi nhé các bạn. Thì nó còn rất là nhiều mục có thể tìm kim cương nữa, thì như là xạ thủ liên đấu hay là những cái mục khác thì mình sẽ không tính vào, những tại vì những cái đó là nó là thuộc về hàng tháng và thuộc về cái độ may mắn và cái độ siêng năng cần cù trong một tháng rồi, cho nên mình sẽ không tính vào cái hàng tuần này nhé các bạn. Thì nếu mà cộng vào luôn thì sẽ ra một số kim cương cực kỳ là kinh khủng nữa mà mình không có cộng. Còn mình thì nếu mà hàng tuần mình siêng năng thì mình có thể tìm được từ 6k cho đến 6k hơn kim cương đấy các bạn. Và mình cũng xin nói thêm là cái số kim cương nhận nhiều ít là phụ thuộc vào các bạn thôi. Các bạn tiêu nhiều ít, tích nhiều ít, siêng năng nhiều ít thì là phụ thuộc vào các bạn cả. Nếu các bạn biết và siêng năng và biết tiết kiệm thì các bạn chắc chắn sẽ tích được cái số kim cương cực kỳ là kinh khủng. Như mình lúc xưa, mình đã tích được khoảng 100k kim cương mà không cần nạp, các bạn đua lên top luôn. Và vào cái ngày cuối cùng thì là đứng ở top 3 của cái bảng xếp hạng tiêu phí nha. Lúc đó thì mình nhớ là mình đã tiêu khoảng 84k kim cương, thì còn khoảng 10k kim cương nữa mình không có tiêu được, tại vì cái top mình đã bị bỏ xa rất là xa rồi, cho nên mình không có tiêu được nữa và mình ngừng lại luôn và giữ lại 10k kim cương đó và đành chịu ở top 3 thôi đấy các bạn. Và nói chung là clip này của mình là chỉ mang tính tương đối chứ không hoàn toàn đúng nha các bạn. Và mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn. Và nếu bạn nào có ý kiến nào khác thì hãy comment cho mọi người cùng bàn luận nhé. Và mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và clip của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở clip lần tới. Nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Còn nếu tốt hơn có thể nhấn thêm cái chuông để nhận được thông báo nhất khi có video mới. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần tới. Bye bye các bạn nha.